Phim sẽ theo hướng là drama, mang chút xíu hình sự, có bạo lực. Với góc độ là nhà đầu tư thì điều đầu tiên nữa là điều đầu tiên chắc chắn là phải là diễn viên có ai, có thực lực không, có ngôi sao không, và họ sẽ làm được gì khi mà có thể kéo khán giả đến. Và rõ ràng tất cả các diễn viên ngồi ở đây đều là những diễn viên có thực lực và có một lượng fan rất là đông đảo. Đó là trong những lý do chính mà mình thành đầu tư. Và lý do thứ hai chắc chắn phải là kịch bản. Lý do mà duy nhất mà để Minh Hằng nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh ở đó vẫn là kịch bản. Đó là lý do vì sao Minh Hằng sẽ ngồi cùng với lại Thư, ngồi với lại các bạn biên kịch, ngồi rất là nhiều để có thể đưa đến một cái kịch bản nó tốt nhất, nó tiệm cận, nó thời sự, nó đúng với lứa tuổi của mình. Cái vai diễn Quỳnh Lan của Hằng nó có bám sát với lại cái nguyên tắc hay không thì Hằng nghĩ là nó không quan trọng. Mình sẽ thể hiện một Quỳnh Lan với một phiên bản hoàn toàn khác. Và đó cũng là một trong những lý do mình nghĩ đó là một yếu tố bất ngờ để mang khán giả đến với lại Thoát Ế. Nói thật lòng với mọi người là cái mà em đam mê nhất nha. Cái em đam mê nhất vẫn là âm nhạc. Em có hai quan điểm mà khiến cho em nhận lời cái bộ phim này, cái dự án phim này. Thứ nhất đó là niềm tin của em là cái gì? Và thứ hai là niềm tin của em đối với bạn của em Đinh Hà Uyên Thư là 100%. Em không có cái gì lăn tăn cả. Đây sẽ là cái dự án điện ảnh mà em sẽ nỗ lực hết 100% sức của mình để không phụ lòng bạn của em đã tin tưởng em. Không phải là phim nào mà được nhận lời đó nó giống mình ngoài đời đâu nha. Thật sự cái bài nó khác giống em ngoài đời. Có những cái nó sẽ không giống nha, có những cái nó không giống. Khi mọi người sẽ xem xong thì có những cái nó sẽ không giống, nhưng có những cái nó cũng giống. Thật ra là Trường thì ở ngoài danh như là mình đã nói cũng kinh doanh rồi, nói chung cái lý lịch nhân vật thì nó cũng khá là đều đồng cảm và đồng đều, cho nên chưa nghĩ đó là một lần để thấy rằng khi mà có những cái trong cái vai của mình thì cũng chưa trải qua thì đó là công tác vận đời, còn những cái nào thì chắc chắn là có trải qua nhưng mà nó chưa có tính kinh khủng như vậy. Nói ấm tốt mở cho không đổ hết nha. Chưa có tính như vậy. Cái điều khó khăn đối với em ở đây đó tức là tìm ra một hướng mới cho em, đồng thời là kết nối mọi người với nhau. Trong nhóm ở đây thì em đã thân với chị Nhi, từng làm việc với Bảo Anh, biết chị Minh Hằng. Nhưng mà thật sự đối với em hiện tại thì em vẫn muốn kết nối mọi người nhiều với nhau hơn để khi mà bắt đầu vào quay thì mình có thể dễ dàng nói chung là bạn tốt với nhau hơn. Em cũng hãnh diện chút xíu, ngày xưa em cũng đã cố gắng làm nên một cái nhân vật Linh Đan như vậy. Mà chính vì vậy thì đến với phim ảnh điện ảnh này nó cũng là một cái áp lực rất lớn đối với em. Sau gần 5 năm hơn em quay lại với nhân vật này thì nó cũng là một cái áp lực cũng khá là em phải thức khuya mấy lần để em suy nghĩ. Bởi vì em không biết là mình có lại làm tốt như ngày xưa hay không, và phải làm khác như ngày xưa mà mọi người biết đến. Còn nếu như mà quay lại một cái nhân vật cũ mà mình lại làm giống như ngày xưa là em cảm thấy bản thân mình hơi có một cái gì đó thất vọng về sự cố gắng của bản thân sau 5 năm quay lại. Mình vẫn giữ được tính cách của một cô luật sư Linh Đan, nhưng mà nó phải có một cái gì mới mẻ hơn và điện ảnh hơn. Tại vì ngày xưa là sitcom mà nó sẽ khác nhiều. Cho phiên bản điện ảnh cũng sẽ có những cái cảnh nóng bỏng. Nhưng mà sitcom thì mình xem là mình thấy nóng đúng không? Nhưng mà còn phim điện ảnh này anh coi
rần ở trong người mà mình càng coi nó càng nóng, mặc dù có máy lạnh nhưng mà mình vẫn toát mồ hôi hột, thì đó là cái nóng bỏng và cái đặc điểm của bộ phim này, nó sẽ nâng cấp hơn cái độ nóng cao.